mình đang đứng ở cái cây xăng dầu Phương Linh các bạn. Cây xăng dầu này là ở phía sau của bến xe Quy Nhơn này. Đây là cái đường quốc lộ 1 mà, đường Quy Nhơn sông Cầu á. Từ Bixi nè, đi tới phía sau lưng bến xe nè. Đây là cái đường Quy Nhơn sông Cầu bắt đầu lên cái dốc này mà. Bắt đầu cái đường Quy Nhơn sông Cầu mà. Lên dốc. Dốc chạy theo cái núi Radar các bạn, tức là núi Vũng Chua. Bên đây là cái đường đi vào bến xe các bạn. Bên hông bến xe. Hôm nay mình muốn đưa các bạn đi tới cái đường, tham quan cái đường này mà. Đường này hồi giờ mình cũng không biết tên, bây giờ mới biết này. Đây là đường Chế Lan Viên các bạn. Đây có bệnh viện Trung ương Quy Hòa này các bạn. Bên kia là khu khám đa khoa của bệnh viện Trung ương Quy Hòa. Phạm Gia Liễu, ở đây kêu Phạm Gia Liễu là cái bệnh viện này. Bây giờ mình đi vào cái đường Chế Lan Viên các bạn. Đây đi vô thành phố này. Đi vô bên hông của bến xe các bạn. Cái này cũng đi vào thành phố nhưng mà đi vô cái chỗ khu du lịch Bình Ráng các bạn, tức là chỗ Hàm Mật Tử, bộ Hàm Mật Tử. Đây bệnh viện Trung ương Quy Hòa. Người ta có làm một cái cầu đi qua giữa hai khu. Bên này là khu khám. Cái đường này hồi xưa cũng ít ai đi các bạn. Bây giờ người ta trải nhựa và nó thông ra tới cái khu bông hồng các bạn. Cho nên là đường này mới đây đi cũng nhiều. Hồi xưa chỗ đây là đường đất và mưa nó hay ngập, đó là vì nước trên núi xuống, cái vùng đây là bị ngập nước. Bây giờ trong này là hồi một cái thời là người ta cũng xây nhà nghỉ và khách sạn nhiều đó. Đây nè, motel nè, khách sạn nè, khách sạn này đây. Còn cái phía bên đây là giáp với bên núi Vũng Chua các bạn. Cái khu đất đây cũng đang quy hoạch nè. Đó. Khu đất đang quy hoạch. Cái bãi đất đây cũng hồi mình có một thời gian mình thấy lùm xùm cái chuyện đền bù đó. Dân rồi họ không đồng tình đó. Rồi bây giờ thời gian thấy chắc là xong rồi. Nhìn trên cao kia là cái đường Quy Nhơn sông Cầu các bạn. Cái chỗ đây thì người ta chưa hoàn thiện gì nè, đang khúc làm khúc, thấy khúc dưới kia, khúc sát bông hồng á, đó người ta xây dựng rồi. Người ta che chắn tôn nữa. Rồi mình đi vô một đoạn coi thử là làm gì thôi. Ở chỗ đây dăng dây gì không hiểu, dăng dây gì đây, người ta chạy trắng phía dưới kia thấy đang xây cái gì lớn mà. Có cái cần cầu á, khu gì lớn. Đây là đường Chế Lan Viên, đi vô đây là đường mà Mai Hắc Đế các bạn.
xưa trong này là rất vừa, nhớ giờ đây là rất vừa. À, người ta đang làm cái dây dây. Làm bờ rào cũng cao lắm. Thấy khi khô bờ rào xây to trên móng dưới. Người ta đang làm lề đường. Đây. Thấy xây một cái chỗ tòa nhà to rồi, đó, trong đây chắc có cái trống chưa xây. Đây là xây tòa nhà to nhưng mà không cao, chắc cỡ 3 tầng 4 tầng. Hưng Thịnh. Đây là vào khu bông hồng nữa các bạn. Đây là vào khu bông hồng này. Đây đường rẽ vào khu bông hồng. Vẫn còn đường chế lăng viên các bạn. Đây là đường chế lăng viên. Đi ra chỗ mộ Hàm Mặc Tử. Đây bên đây là khu bông hồng nữa các bạn. Đường đây nó chạy dọc theo cái hông của dưới chân núi Con Chua các bạn. Đi vào tới chỗ núi Gành Ráng nè, núi Xuân Vân. Đây chợ Bông Hồng, chợ Gành Ráng. Đây hết đường rồi. Đây là tới khu du lịch Gành Ráng nè. Đây khu du lịch. Bên này hình như đóng cửa rồi. Dịch đóng cửa. Còn cái bên đây là có cái đường là đi qua Tuy Hòa các bạn, đường dốc đi lên Tuy Hòa. Còn cái đường bên đây là đường đi vào khu dân cư Bông Hồng. Đây núi Xuân Vân Rành Ráng. Quay lại cái đường chế Long Viên. Này, đường chế Long Viên đi tới cái phía sau lưng của bến xe các bạn. Rồi, thằng Á chào các bạn nha.